sự cởi mở rất là lớn dành tới cho các bạn trong cộng đồng LGBT, đặc biệt là các bạn drag queen khi mà biểu diễn. Đó là bằng chứng vì sao mà gần đây rất là nhiều các cái sự kiện có cái phần biểu diễn của các bạn ấy, bởi vì người ta nhìn thấy sự duyên dáng, người ta nhìn thấy tài năng. Còn em nghĩ đã là sống và làm việc ở đất nước Việt Nam thì chắc chắn rằng là chúng ta phải tuân thủ tất cả mọi thứ như là thuần phong mỹ tục hay tất cả những cái điều rất là cơ bản, bởi vì ai cũng mong muốn rằng chúng ta sẽ mang tới những cái hình ảnh những con người Việt Nam dù là giới tính nào cũng mang tới một hình ảnh đẹp và tài năng nhất. Đấy, xin cảm ơn anh. Cái hoạt động khác nữa, còn chuyện giữa show này với show kia, sẽ có show diễn hay hơn và show diễn dở hơn thì chưa bao giờ có trong từ điển của chị. Bởi vì đối với chị, show diễn nào mình cũng phải làm tròn cái trách nhiệm và xứng đáng với sự yêu thương của khán giả mong đợi mình. Cho nên dù hát 2 bài, 20 bài, 200 bài thì chị vẫn luôn đầu tư từng bài một cách hoàn chỉnh. Xin cảm ơn chị Hoàng Ngọc Hà. Nhưng mà sau câu hỏi là suy nghĩ lại nha. Bởi vì đây cũng là một ý tưởng hay. Không biết ra như nào, chị không? Chị cũng chịu thật thật thiệt đấy nhờ. Cái này chắc phải nhớ. Cũng cảm ơn lời gợi ý của anh. Thì vì em để ý từ xưa thì chị Hà kết hợp với rất nhiều các nữ ca sĩ khác nhau trong các tiết mục gần đây cũng hot lại đó chị. Xin hãy thứ tha đó. Là em đã thấy rằng là chị Hà là một người chị mà luôn sẵn sàng kết hợp với tất cả các đàn em thân yêu của mình. Đúng không chị? Các cô em gái thân yêu là chị Hà kết hợp hết. Còn mỗi cô em gái này chưa thấy ngỏ lời thì đây có thể là một cái lời cũng rất là hay. Và có thể chị em sẽ suy nghĩ nha. Rất cảm ơn anh rất nhiều. Interstellar, my space, no one else sees. We'll be right back.